Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến sanhangre.net. Hôm nay shop Sanhangre xin giới thiệu với khách hàng mã nồi kho cá nhôm đúc đáy liền nguyên khối của Ecoramic Hàn Quốc nhé. Sản phẩm chuẩn chính hãng này. Đó, nhôm đúc đáy từ nên chúng ta có thể sử dụng trên tất cả các loại bếp. Nồi này thì có đường kính miệng là size 24 này. Đó, đường kính 24 và thành cao 8 cm nhé. Đó, phù hợp với việc chúng ta kho, nấu, ninh, hầm, nhừ. Và chúng ta có thể chiên, rán hoặc là kho cá đều được, nó phủ chống dính nhé. Vung kính cường lực giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy được đồ ăn ở bên trong. Đó, thành của nó cao 8 cm và đáy là đáy từ. Sử dụng trên tất cả các loại bếp. Đó, sản phẩm này sẽ được tặng kèm một cái đế gỗ như thế này, giúp cho chúng ta tiện lợi trong cái việc để bày trên bàn ăn hoặc là đặt trên bàn bếp nhé, khi sản phẩm còn nóng ạ. Hàng chuẩn chính hãng có sẵn tại sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.